Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây chính là cặp loa siêu chép JBL ST200 phiên bản mặt cười. Đấy, đây chính là phiên bản phong thủy mà được rất là nhiều bác chúng ta săn lùng trong thời gian vừa qua. Và những cặp loa siêu chép này thì rất là hiếm các bác nhé. Đấy, rất là hiếm và mỗi lần về thì chỉ về được vài đôi thôi. Vâng, cặp loa siêu chép này thì nó sẽ hỗ trợ cho dàn âm thanh của chúng ta những cái giải cao là từ 16.000Hz lên đến giải 32.000Hz. Và những cặp loa siêu chép này thì chúng ta vừa nghe nhạc, vừa trưng bày, vừa karaoke, rất là hay. Đấy, tiếng chép rất là tí tách. Với cái giải rất là rộng như vậy nhưng nó không hề bị hú rít mic thì quý vị và các bác biết nó xịn sò đến như thế nào rồi. Đấy, khi các bác hát karaoke không hề bị hú rít mic các bác nhé. Vâng, và những cặp loa siêu chép này thì nó sẽ hỗ trợ cho những dàn âm thanh của các bác như là bị thiếu chép, yếu chép và những cặp loa hay bị chết chép. Bình thường những cặp loa của chúng ta hay bị chết chép là ở trong cái chín áp, ở trong âm ly hoặc là van, hoặc là van liền công suất của chúng ta. Chúng ta cho lên hướng 2 giờ, hướng 3 giờ. Đấy. Rất là nhiều bác em thấy chỉnh như vậy. Bởi vì tiếng chép ở loa nó yếu cho nên là các bác tăng chép lên. Nhưng chúng ta lạm dụng quá thì nó rất là hay bị chết chép. Chính vì như vậy cho nên là nhiều bác chúng ta đã lựa chọn là ghép nối những cặp loa siêu chép ở bên ngoài. Và cặp loa siêu chép JBL ST200 phong thủy này thì công suất của nó là 400W trở kháng là 8 ohm. Hiện tại bây giờ là em đang test cho anh Lê Văn Phú. Anh Lê Văn Phú ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. JBL ST200 cười giá 2,5 triệu. Bác ấy chuyển khoản bên em hết cả 2,5 triệu luôn rồi. Đấy. Và còn thu hộ là 0 đồng nữa. Vâng, cảm ơn bác Phú rất là nhiều đã tin tưởng, ủng hộ và đã đặt chọn niềm tin vào Cốc Cốc Audio chúng em. Cặp loa siêu chép này thì chúng ta có thể ghép nối với những cặp loa như là bát 25, full 25, bát 30, full 30 và những cặp loa 40 thì chúng ta cũng đều có thể ghép nối cùng với lại dòng loa siêu chép JBL ST200 cười này được. Đấy. Vâng, với những cái ưu điểm là hỗ trợ cho dàn âm thanh và nâng giá trị của dàn âm thanh của chúng ta lên. Với những cặp loa siêu chép này thì nó đã có chống cháy ở bên trong rồi và chúng ta chơi kể cả là chúng hình như hiện tại bây giờ là em đang chơi trực tiếp qua chiếc X7 DC Acoustic. Về thì các bác chúng ta chơi thẳng trực tiếp qua âm ly, qua cục đẩy công suất hay là qua van liền công suất thì đều được các bác nhé. Vừa trưng bày, vừa hát karaoke và vừa nghe nhạc nữa. Một cái ưu điểm rất là lớn của dòng loa siêu chép này đó chính là khi mà chúng ta nghe nhạc lâu, ghép cặp loa siêu chép này vào, chúng ta nghe nhạc lâu, nghe nhạc trong thời gian dài hoặc là chúng ta hát karaoke, nó không hề bị chói tai và nó không có những cái tiếng ve kêu ở trong tai của chúng ta. Đấy. Với những dòng loa siêu chép trôi nổi trên thị trường, những dòng loa siêu chép rẻ tiền. Đấy, anh em cứ tạm nói là những dòng loa siêu chép rẻ tiền đi. Đấy. Mà ở trên thị trường chúng ta thấy cũng có rất là nhiều. Nhưng khi mà chúng ta nghe nhạc hay là chúng ta hát karaoke, nó bị hú rít mic là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó bị chói tai. Và chúng ta nghe nhạc xong có những tiếng ve kêu ở trong tai của chúng ta rất là khó chịu. Và nó ảnh hưởng trực tiếp đến màng nhĩ của chúng ta. Đấy. Vâng, bây giờ em xin phép em được test cái cặp loa siêu chép này của anh Phú cho quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe và chúng ta cùng cảm nhận nhé. Hiện tại bây giờ là chưa cắm siêu chép quý vị nhé. Đấy. Em để quý vị và các bác chúng ta nghe một cái bộ dàn bình thường, đó chính là X7 DC Acoustic cộng với lại JBL Passer 12. Nghe nhạc đã rất là hay rồi, nhưng chút xíu nữa em kết nối cặp loa siêu chép vào thì quý vị và các bác chúng ta hãy cùng nghe sự khác biệt các bác nhé. Đấy, đây.
Đây là chưa có loa siêu chép các bạn nhé. Đấy, đây. Chưa có loa siêu chép. Bây giờ em sẽ kết nối cặp loa siêu chép quý vị nhé. Dạ vâng, máy quay ở một điểm và một bản nhạc âm lượng như nhau. Các bác chúng ta có thể thấy sự khác biệt đúng không ạ? Và các bác cắm tai nghe vào, nếu mà các bác đang nghe bằng điện thoại thì các bác cắm tai nghe vào để cảm nhận chất âm các bác nhé. Dạ vâng, và đây chính là cặp loa siêu chép của anh Phú ở Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhé. Vâng, đào bà với lại quý vị và các bác, khi các bác chúng ta đang nghe nhạc mà có những cặp loa siêu chép này hỗ trợ, và khi mà chúng ta tháo cặp loa siêu chép ra thì đảm bảo với lại các bác là các bác chúng ta sẽ không thích nghe nhạc nữa. Đấy.
Mọi chi tiết thì xin các bác chúng ta vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển, hoặc các bác để lại bình luận comment bên dưới các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.